Tử vi về ngày 14 tháng 12 âm lịch, ngày Giáp Tuất. Xin chào quý khán giả của chương trình Tử vi 12 con giáp trên kênh Phong thủy Lộc Tài, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý anh chị thân mến, ngày hôm nay kênh Phong thủy Lộc Tài sẽ chia sẻ về vận trình 12 con giáp ngày 14 tháng 12 năm 2020 âm lịch, với mong muốn anh chị có thể nắm được vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên để tiến hành công việc đạt được những kết quả như mong đợi và tránh được thị phi, rủi ro. Vậy thì trong ngày hôm nay, con giáp nào sẽ gặp may mắn về tài lộc, làm ăn phát đạt? Con giáp nào sẽ đen đủi, xui xẻo đủ đường? Công việc nào thuận để làm, công việc nào xui nên tránh? Mời anh chị sẽ cùng theo dõi nội dung chương trình ngày hôm nay để biết được chi tiết cụ thể. Đặc biệt là trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mồ mả âm trạch, xây nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại hiển thị trên màn hình. Đầu tiên là tổng quan về ngày 14 tháng 12 âm lịch. Ngày 14 tháng 12 năm 2020 âm lịch, tức là ngày 26 tháng 1 năm 2021 dương lịch. Ngày này sẽ có nạp giáp là ngày Giáp Tuất, nạp âm là sơn đầu hỏa, tức là lửa đỉnh núi. Do Tuất và Thìn chính xung, giáp dương mộc khắc mậu dương thổ, canh dương kim khắc giáp dương mộc. Đây được gọi là thiên khắc địa xung, nên dẫn tới ngày này đặc biệt xấu với các gia chủ tuổi canh thìn sinh năm 2000 và tuổi mậu thìn sinh năm 1988. Thứ hai là tổng quan tử vi 12 con giáp trong ngày 14 tháng 12 âm lịch. Đầu tiên là tuổi Tý. Tý dương thủy gặp giáp dương mộc là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí. Nên trong ngày này, các gia chủ tuổi Tý nên hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi việc. Ngày này có cát tinh là phúc tinh chiếu mệnh, nên bản mệnh có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng. Nhưng tuổi Tý tốt nhất không nên chủ quan, nhất là những việc liên quan tới giấy tờ. Tuổi Tý trong năm nay còn gặp phải trực thái tuế nên cần hết sức chú ý về vấn đề thị phi trong công việc. Chính vì thế, quý anh chị nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận thân Tý Thìn để hóa giải xui xẻo, thị phi bùa vây và giúp con đường công danh sự nghiệp tài lộc được hành thông thuận lợi. Thứ hai là tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp giáp dương mộc là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, tuổi Sửu cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận thị phi từ miệng mà ra. May mắn là trong ngày có các tinh thiên ất quý nhân đóng mệnh. Đây là ngôi sao may mắn, nếu có ngôi sao này sẽ được vinh hoa phú quý, mệnh thăng khí vượng. Hơn nữa, vì Tý Sửu tương hợp sẽ có nhiều cơ hội hợp tác phát triển cho người tuổi Sửu. Chính vì vậy, năm Canh Tý 2020, người tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội để xây dựng mối quan hệ tốt, đặt nền tảng cho sự phát triển các mối quan hệ giữa cá nhân và sự nghiệp trong tương lai. Ngoài ra, bản mệnh nên sử dụng vòng tam giác khai vận Tị Dậu Sửu để chiêu quỷ nhân cát lành, đem lại may mắn cho bản mệnh, hóa giải thị phi. Thứ ba là tuổi Dần. Dần dương mộc gặp giáp dương mộc là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong ngày có hoa cái chiếu mệnh, đây là một thần sát vừa cát vừa hung. Nếu tuổi Dần biết nắm bắt cơ hội, sẽ đạt được vị trí thỏa đáng chốn thương trường. Tuy vậy, mệnh hiền quý thì khó tránh được sự cô độc. Bên cạnh đó, còn có hai cát thần là Phúc Tinh và Thiên Lộc giáng chiếu, cho nên bản mệnh trong ngày có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng, nhưng tốt nhất là không nên chủ quan, nhất là những việc liên quan tới giấy tờ. Đặc biệt là trong năm Canh Tý, người tuổi Dần gặp thái tuế tương sinh, lại hợp quan ấn, sức mệnh đột nhiên tăng, mệnh chủ có quý nhân trợ giúp. Cần nắm bắt cơ hội này để phát triển bản thân và công việc. Người tuổi Dần trong năm nay nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần Ngọ Tuất để đem lại may mắn về tài lộc, tăng cường vận khí, chiêu mời quý nhân trợ giúp cho gia chủ. Thứ tư, tuổi Mão. Mão âm mộc gặp giáp dương mộc là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Mão trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Bản mệnh cũng cần chú ý, trong ngày có hung tinh kình dương, chủ về tai họa thương tật, nên gia chủ tuổi Mão cần chú ý những lời mời gọi, nhờ vả liên quan tới phạm pháp giấy tờ. Hơn nữa, tuổi Mão năm nay cùng thái tuế Tý Thủy hình thành Tý Mão vô lễ chi hình, các mặt vận thế sẽ có nhiều thay đổi.
năm nay bị ảnh hưởng bởi hình thái tuế và sao lục hại, đối với quan hệ xã hội, sự nghiệp hay đường tình duyên của những người tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều bất lợi. Vậy nên sử dụng vòng tam giác khai vận hợi Mão Mùi để gặp hung hóa cát, trừ quý nhân, tài lộc. Thứ năm là tuổi Thìn. Thìn dương thổ gặp giáp dương mộc là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Thìn nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Ngày Giáp Tuất, các gia chủ tuổi Thìn có kim dư chiếu mệnh, đây là cát tinh phú quý, trong bản mệnh sẽ có nhiều tài lộc và được quý nhân trợ giúp. Đặc biệt là những người tuổi Thìn rơi vào năm Canh Tý 2020 tương hợp với Thái Tuế, được quý nhân tương trợ, cho nên về tổng thể mà nói là vận thế không hề tệ. Những người tuổi Thìn năm nay vượng vận quý nhân, để tận dụng cơ hội, người tuổi Thìn cần sử dụng vòng tam giác khai vận thân Tý Thìn, chiêu quý nhân tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Thứ sáu là tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp giáp dương mộc là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Tỵ, nếu có cơ hội tốt, bản mệnh cần phải nắm bắt thì mới có được tài lộc và sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Ngày này có hai cát thần là Văn Dương và Thái Cực chiếu tới bản mệnh, đem lại may mắn cho gia chủ. Văn Dương quý nhân là cát tinh chủ về việc học hành thi cử, nên hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, dễ dàng đạt được thành tích cao, công danh hanh thông. Còn Thái Cực là ngôi sao chủ về thông minh ham học. Trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội, thể hiện tài năng nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được thành quả đáng mong muốn. Người tuổi Tỵ năm 2020 Canh Tý, thiên can lưu niên canh kim là thiên tài tinh của Tỵ, Thái Tuế Tý Thủy là chính quan của Tỵ, cho nên tài quan người tuổi Tỵ năm nay lưỡng vượng, sự nghiệp cầu tài đều sẽ có cơ hội phát triển tương đối tốt. Khuyên người tuổi Tỵ sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ Dậu Sửu, hóa giải hung họa, chiêu quý nhân, được người giúp đỡ trong công việc, cuộc sống. Thứ bảy, tuổi Ngọ. Ngọ dương hỏa gặp giáp dương mộc là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Ngọ nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Trong ngày có hoa cái chiếu mệnh, đây là một thần sát vừa cát vừa hung, nếu biết nắm bắt cơ hội sẽ đạt được vị trí thỏa đáng chốn thương trường. Tuy vậy, mệnh hiền quý thì khó tránh được sự cô độc. Bên cạnh đó, còn có cát tinh Thái Cực chiếu mệnh, đây là ngôi sao chủ về thông minh ham học. Trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội, thể hiện tài năng nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được thành quả như mong muốn. Đặc biệt trong năm Canh Tý, tuổi Ngọ còn phạm phải xung Thái Tuế, năm nay sẽ là một năm rất vất vả, vận hạn xấu nhất trong 12 con giáp, nhiều lo lắng, sóng gió triền miên. Thái Tuế Tý Thủy là thiên quan tinh của tuổi Ngọ, cẩn thận những kẻ tiểu nhân công kích và tránh xa rắc rối thị phi. Chính vì vậy, trong năm nay, người tuổi Ngọ cần sử dụng vòng tam giác khai vận dần Ngọ Tuất để chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Thứ 8, tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp giáp dương mộc là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận thị phi từ miệng mà ra. Trong ngày này còn xuất hiện thiên ất quý nhân đóng mệnh, đây là ngôi sao may mắn, nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ có được vinh hoa phú quý, mệnh thăng khí vượng. Bên cạnh đó, vận tuổi lưu truyền, đến năm 2020 Canh Tý, người tuổi Mùi vì cùng Thái Tuế và năm Tý có quan hệ tương hại bên trong, được gọi là hại Thái Tuế. Vận trình của người tuổi Mùi năm nay dễ dàng gặp khó khăn trắc trở, làm việc không thuận, sự nghiệp tài vận chịu nhiều ảnh hưởng. Ngoài ra, khuyên gia chủ tuổi Mùi sử dụng vòng tam giác khai vận hợi Mão Mùi, đem lại may mắn, tài lộc cho cả năm. Thứ 9 là tuổi Thân. Thân dương kim gặp giáp dương mộc là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Thân sẽ dễ có được tài lộc, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với người bạn đời. Đặc biệt, bước sang năm 2020, Thái Tuế Tý Thủy là tam hợp quý nhân của người tuổi Thân. Vận thế tổng thể coi như không tệ, nhưng cũng không nên quá lạc quan. Người tuổi Thân năm 2020 nên sử dụng vòng tam giác khai vận thân Tý Thìn, có tác dụng tăng cường khí vận, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho các gia chủ thuộc bộ tuổi thân Tý Thìn. Thứ 10 là tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp giáp dương mộc là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất.
Trong ngày này, những gia chủ tuổi Dậu cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Ngoài ra, tuổi Dậu rơi vào năm Canh Tý 2020 do Dậu Kim tương phá với địa chi lưu niên của năm là Tý Thủy nên còn gọi là phá thái tuế, vận thế năm nay ảm đạm, có nhiều biến động. Tuy nhiên, điều quan trọng là giữ vững tinh thần trách nhiệm trong công việc, lấy may giải hung. Khuyên gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vòng tam giác khai vận Tị Dậu Sửu, cầu công việc hanh thông, mọi điều may mắn thuận lợi. 11. Là tuổi Tuất. Tuất Dương Thổ gặp giáp Dương Mộc là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Tuất nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Trong ngày tuổi Tuất có hoa cái chiếu mệnh, đây là một thần sát vừa cát vừa hung. Nếu bản mệnh biết nắm bắt cơ hội, sẽ đạt được vị trí thỏa đáng chốn thương trường. Tuy vậy, mệnh hiền quý thì khó tránh được sự cô độc. May mắn là trong ngày có các thần quốc ấn giáng chiếu. Thần sát này chủ về quan vận, nên những gia chủ tuổi Sửu nếu như đang đi theo con đường quan trường sẽ có được sự trợ giúp rất lớn. Nếu có được những cơ hội tốt, gia chủ nên nắm bắt để có bước tiến tốt hơn. Bên cạnh đó, vận trình trong năm 2020 của tuổi Tuất có rất nhiều khởi sắc. Sự nghiệp tài vận có bước tăng lên đáng kể, cùng với đó là cường độ và áp lực công việc tồn tại song song. Để ngăn chặn việc quá sức về thể chất và tinh thần, cần chú ý kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, điều chỉnh vừa phải, thái độ thoải mái, lạc quan với cuộc sống. Gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vòng tam giác khai vận dần ngọ Tuất để chiêu quý nhân, đem lại may mắn, tài lộc cho cả năm. 12. Là tuổi Hợi. Hợi Dương Thổ gặp giáp Dương Mộc là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Hợi trong ngày này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Không những thế, trong ngày còn có hung tinh Thiên La Địa Võng chiếu mệnh. Đây là sao chủ về bệnh tật lao ngục, cần chú ý giữ gìn sức khỏe, tuyệt đối không làm những việc liên quan tới phạm pháp, pháp luật. Hơn nữa, những người sinh năm Hợi vào năm Canh Tý 2020 gặp lưu niên Thiên Can Canh Kim là Thiên Ấn Tinh. Thiên Ấn chủ về áp lực và phiền não, có liên quan tới học hành thi cử. Lưu niên Thái Tuế là kiếp tài tinh, cũng có ý là tranh đoạt, vì vậy mà trong năm nay gặp nhiều chuyện không như ý. Bản mệnh nên chọn cho mình vòng tam giác khai vận Hợi Mão Mùi để thuận lợi hơn trong ngày hôm nay, tránh xa những thị phi không đáng có, giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ. Trên đây, kênh Phong Thủy Lộc Tài đã trao đổi với anh chị về luận giải vận hạn ngày 14 tháng 12 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi suôn sẻ nhất. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật kiến thức mới nhất về tử vi phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống.